Xin chào mọi người trở lại với kênh của cái đường mương của Nguyễn Hải. Thì tôi nói đói ăn rau đám thuốc thôi. Hôm nay mình cái này mình ở đây buôn bán có tiền hết rồi. Hôm nay muốn cho tôi bé ăn cá mọi người. Ăn cá lóc. Nói gì chứ bạn cũng hiểu, bạn xem video cũng biết là mình cho cái gì mọi người. Thì không vắng nào mình cho anh đó mọi người, nhưng mà vắng hai ba thằng lận. Vắng hai à? Nhiều lắm. Bây giờ nhiều màu. Điểm thử đây. Năm. Đủ rồi, vậy thôi thiếu người à. Đứng kế hai ba người nữa kìa. Đứng kế ông hai đứa. Tâm linh nó đồ đồ bất tử. Đi mà. Thì nói chung là mình chạy cho mình vòng nãy giờ mình kiếm cái gì đó mình cho đứa bé bữa nay thì bờ cũng buồn. Thì các bạn cứ theo dõi video thì xem video thì có vài phút thôi là bạn cũng đã cười thả ra rồi. Tiếc gì cho mình một like và một đăng ký kênh và bấm vào cái chuông nha mọi người. Đi. Đây. Đi cái béo luôn đi. Béo quá. Chơi trước mặt thì nó mới sợ mình chứ, mình chơi cái lưng thôi được. Đứa béo tên gì? Bố mày điếc hả? Mày béo. Đâu nữa. Trời ơi. Đứa béo rồi. Đứa béo rồi. Alo. Alo, đang làm gì béo? Đang làm cái nhà là. Rồi quay nó không? Quay. Quay chạy ra cái ghế ra. Chơi nè. Chơi 2 phút. Lên đây nha, tắt máy đó. Đứng đây đỡ đi. 3 days later. Chờ vô. Có chờ vô mình á. Chạy cáp không? Quýnh hai, còn hai con thôi. Thủ thắng. Ủa, ủa tôi béo lợn hả? Béo đâu? Hello mọi người, bữa nay chơi trò chơi đó thì nói chung là hôm nay cái trò gì các bạn theo dõi mình nha. Tới tới chỗ mình sẽ nói là cái trò gì để cho các bạn biết tham khảo để mốt mình chơi theo, mình chơi theo nguy hiểm. Cà cái gì không hiểu cái gì. Tôi cần biết, tôi cần nghe, tôi cần thấy. 24 hours later. Đừng cây lá bay, đôi tay bay gầy mang xin. Ok mọi người, mình mới mượn được chiếc xe gùa rồi mọi người. Cái trò này hôm nay liên quan tới chiếc xe gùa này thì mình sẽ làm gì chiếc xe gùa thì đón xe đi đăng mình nha. Thì nói chung đi ra kia châu mà chơi đem vô đâu mà chơi lỗi chứ nào đông người mình chơi cho nó nhộn nhịp mọi người đi. Em vô hai bên lại rồi đồ. Bây giờ vô là ngảo chứ ngồi ở đây. Chơi của mình là đua xe gùa, nhưng mà đặc biệt một chỗ là mình sẽ đua ngoài chợ nha mấy bạn. Các bạn nói xem màn đua xe gùa ngoạn mục nha, giờ mình sắp đợi mình chơi đi. Ê, qua đây nè. Qua đây nè, nào rồi. Sắp đợi mình chơi đi. Tại đéo chưa? Đi nhãn hành em mình.
Tôi với đứa bé, đứa bé rồi phải không? Đứa bé kìa. Tôi với Quỳ đúng rồi. Rồi. Tôi với ai vậy? Nghĩa. Bảy với Quỳ kìa. Nghĩa đi. Anh mới xong rồi. Tao đẩy đứa bé kìa. Rồi bữa nay đẩy nổi không mà. Thì tôi đẩy cho, ông đẩy nổi tôi đẩy cho. Ok vậy mày đi. Ừ. Chỉ cần cặp thằng nào thắng, đội cuối cùng thắng thì 5 ngàn. Rồi thắng thì nghẹn cho mình. Nè mình sẽ đua một vòng rồi nè. Rồi. Cho phải đua một vòng nữa nè. Ai tới đó trước đây, trước là sẽ thắng rồi. Chọc chợ phải không? Ờ. Ok. Chia ra 4 đội, 2 đội chơi xong, còn 2 đội, 2 đội chiến thắng thì vô 100. Đơn giản. Bây giờ trước ngày giặt là thanh suối nha. Tại xe nó chạy ra vô đó. Chơi cho nó mới hấp dẫn mọi người. Rồi. Này là đua Sài Gòn. Rồi coi chưa? Coi chưa? Rồi. Rồi vô đội nè. Vô đội nha. Nè. Ở dân bán nè. Đổi nè. Đổi nè, bây giờ đi góp. Đi ăn mà. Nghĩa chứ mà. Có anh Cảnh với Nghĩa. Anh Cảnh với Nghĩa đi. Ok. Anh bé tôi. Xe qua. 8 ngày đổi nè. Ừ. Vô. Để không chờ. Để nào. Để lại đi, lát tôi đẩy mẹ rồi. Để đâu anh Cảnh không chơi đi. Hai anh với em làm trọng tài. Rồi ok. Với em đây Nghĩa. Rồi đó, đủ rồi đó. Tao lấy mày, mày để tao. Tao lấy mày, để tao. Rồi, bên để tao. Lấy mày trước chưa? Để tao. Tao lấy mày. Tôi vàng rồi, vô quay. Nghỉ luôn bây giờ. Sao vàng được? Thôi nè, đừng cho nữ chơi. Đúng rồi, nữ không nên chơi trận này luôn. Về đi. Không hả? Về đi, về trước đi. Mình lắp về. Thay con. Về đi. Dạ. 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 Về đi, về trước nè. Mày cha. Ủa sao kì vậy? Chấp, chấp mà. Mấy nít chấp. Sợ mấy nít. Nè mà qua đây tao chấp mày ra ngoài đường mãi luôn á. Kè kêu xe cứu. Đó có cho hỗ trợ luôn các bạn. Được chưa? Đâu, chưa? Chưa. Được chưa? Xe qua đầu ơi. Xe qua đầu ơi. À trước khi mình làm gì đó mình phải khởi động. Chưa qua đầu, qua đầu. Phải xe qua đầu ơi. Xe đứng em, xe đứng em. Ủa tôi ngồi em chết tôi xe. Rồi ok. Được chưa? Rồi nè. Rồi. Từ từ. Nghe tiếng nghe tiếng mày đẩy nha. Vâng. Vâng. Rồi. Vâng sao? Vâng. 2 3 4 Mày đừng có làm ác, mày đừng có làm như vậy con ơi. Mẹ lại con. Trời ơi mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Vui đồng tiền anh em như nước bọt ngẫm thay cái sự đời ấy thế nó đạo điên buông tao ra quỷ cái mày chỉ đang ở nhà tao không quỷ mày lại là quỷ chưa con lời má mơ 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 mơ. Hiện ở lành, tôi có làm gì ác nhân sát đức ở đâu mà tôi bị trả quả như vậy nè trời. Trời ơi, nó bạc nó lạc nó bao nhiêu nó chửi tôi nè. Nó chửi mẹ chồng nè, bu lại đây quên quá. Ây út mà. Sau hàng loạt vụ người dân bị mất trộm ở khu vực nông thôn huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng nay lực lượng công an huyện Lai Dung đã bắt được thủ phạm. Bây giờ nó phá cả tao bảy rồi. Mình nó ảnh tao thì sao?
đây nè. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Bà buông con ra đi, bà buông con ra là con bắt được nó à. Con phải, con lấy rồi đi nha, bố mình giúp con lấy nè. Mẹ, đi đi ra ngoài kêu chừng nói người hại cho chuột coi. Nói bé bị tai nạn. Mẹ, 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 mẹ
bây giờ chào nhà con còn có 37.000 à. Chị Hai chắc mình mua không kêu mình ăn món màu đúng không đi vô muối cái bon cái bon ba bà tháo dùm con đi dạ 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 Ok mọi người, thiệt nha, đừng dạng tôi, không phải đâu, cá tôi mua hết rồi, bạn yên tâm nha, bạn biết là tính tôi xong rồi. Ủng hộ coi, chị Hai, 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 chị trả tiền mấy cái kia luôn. Lỗi nha, tại dẫn chơi, tại nãy chơi tự cố thôi. Chơi lại đi. Chơi lại đi. Không. Chơi sẽ kết thúc video đây mọi người, cảm ơn cả mọi người đã quan tâm dõi video mình nha. Bây giờ nhắn mình nha mọi người.